Kính chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, sau khi bố mất vì bảo bệnh, ba mẹ con đã trở về quê bố để lập nghiệp bằng nghề lấy măng. Tại đây thì người mẹ đã gặp lại em trai nuôi của chồng bà và giữa họ đã nảy sinh ra tình cảm. Sau nhiều lần thuyết phục thì người đàn ông này đã chấp nhận về sống cùng với hai mẹ con họ. Với thân phận chú nuôi, người đàn ông này đã làm rất nhiều việc khiến cho ba mẹ con cảm động. Vì thế, không chỉ người mẹ mà ngay cô con gái đầu lòng cũng muốn dâng hiến để tỏ lòng biết ơn người chú nuôi này. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chi tiết câu chuyện như thế nào thì xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sau đây và cho Hồng Nhung biết ý kiến nhé. Lành năm nay đã 17 tuổi, con bé đã biết đi làm cỏ mướn để phụ giúp cha mẹ có thêm tiền mà lo cho thằng Túng em nó. Riêng thằng Túng thì chưa làm được gì, nên sau khi đi học về, hắn chỉ loanh quanh ở nhà dòm ngó ba con gà, vật nuôi trong nhà mà thôi. Đã mấy năm lên đây lập nghiệp, thấy ai trong xóm cũng dần dần khá lên, có lẽ vì họ đã quen với việc nương rẫy ở mảnh đất này. Riêng có mình nhà Lành là cứ dậm chân tại chỗ. Có lẽ là do sức vóc của mẹ Lành ốm yếu, nên những gì bà làm ra được cũng chỉ đổ va vào miệng ăn hàng ngày. Mẹ Lành sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn. Năm đó tình cờ gặp và quen bố. Sau một thời gian tìm hiểu lẫn nhau, cả hai phải lòng rồi đi đến hôn nhân. Bố Lành khi ấy cũng là cảnh sát trong nội đô của Sài Gòn. Quê ông cũng là nơi của mẹ con Lành đang sống hiện tại. Thế rồi sau này miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Kha bị đưa đi học tập, cải tạo, rồi qua đời luôn ở trong trại vì bệnh tật. Đồng thời lúc này bà cũng vận động đi hồi hương lập nghiệp. Người có quê thì trở về quê, ai không có quê thì về quê vợ hoặc chồng để lập nghiệp. Thế là mẹ Lành một nách hai con mà đến quê hương của chồng lập nghiệp như bao người. Sau khi dùng hết số tiền ít ỏi mang theo, trong lòng bà cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng, nên nhiều đêm bà cứ nghĩ quẩn, không biết là nên làm công việc gì để kiếm tiền nuôi con, vì sức bà vốn yếu không hợp với công việc nương rẫy. Ngoài làm nương rẫy ra, chỉ còn mỗi một việc đi rừng lấy măng để bán lấy tiền. Nghĩ thế nên mẹ Lành quyết định rằng sau này sẽ lên rừng lấy măng. Mỗi buổi sáng, sau khi lo cho hai chị em chúng ăn uống xong, bà mang cùi vào rừng đến trưa mới về, đổ măng ra để ba mẹ con cùng ngồi gọt, rồi thái mỏng. Hôm sau hai chị em mang ra phơi nắng, đến chiều bó lại. Khi đủ số thì mang ra chợ bán kiếm tiền đong gạo hoặc mua nắm muối dưa cả. Cuộc sống của bà và hai con suốt hai năm nay cứ đều đặn diễn ra như thế. Về khoản thu hoạch măng thì chưa có một người nào trong khu vực có khả năng như bà. Cũng không ít người thắc mắc là nguồn măng bà lấy ở đâu mà lại có được măng quanh năm suốt tháng. Cũng có nhiều người trong xóm tò mò nên hỏi thì bà chỉ nở một nụ cười hiền lành rồi trả lời: "Ờ thì mình yếu nên không làm thuê làm mướn được, nên ông trời cũng giúp đỡ cho mình kiếm được măng để có cái đong gạo." Nghe bà nói thế thì mọi người cũng không còn biết phải hỏi thêm gì nữa. Hôm đó do nguồn măng quanh khu vực của bà đã cạn, để có cái ăn, bà quyết định tiến sâu hơn vào trong rừng để tìm kiếm. Tình cờ gặp lại một người mà bà không dám nghĩ rằng mình sẽ gặp. Người đó chính là ông Thản, em nuôi của chồng bà. Do ông bị dị tật bẩm sinh, teo một chân từ nhỏ, vì thế ông không phải đi lính, và cũng vì tật nguyền nên đến nay vẫn chưa có vợ con. Sau phút ngỡ ngàng chị dâu gặp lại em chồng, ông Thành đưa bà về nơi ở của mình, là căn chòi lá ở sau sân trong rừng bên cạnh rừng tre rộng lớn. Bà hết sức ngạc nhiên và hỏi: "Sao chú lại vào tận trong này để ở mà không muốn ra ngoài thôn xóm để còn thấy được mọi người xung quanh?" Lúc này ông Thản mới thể hiện nét mặt thoáng buồn rồi nói giải thích: "Chỉ vì tật nguyền nên muốn lánh xa người đời cho đỡ tuổi." Sau khi nghe những lời tâm sự bộc bạch của ông, bà Lành cảm thấy thương, Dũng cũng cảm thương cho phận đơn trước của mình suốt nhiều năm. Thế là bà chủ động để giúp đỡ ông Thành biết được thế nào là mùa đàn bà. Sau cái lần đầu tiên ấy, chẳng hiểu ông Thành đã làm cách gì mà khiến bà không thể quên được. Bà như được sống lại thời con gái. Từ bây giờ bà hoàn toàn thuộc về ông Thản. Sau khi biết rõ về nhau, ông Thản nói: "Bây giờ em chỉ có thể giúp chị bằng cách hàng ngày đi lấy măng, rồi để chị đem bán mà lấy tiền nuôi bọn trẻ. Chứ ngoài ra em cũng chẳng biết làm gì để giúp chị." Bà nghe xong thì cảm động lắm,
Bà nói, được chú yêu thương và chăm sóc thế này là tôi vui rồi. Tôi chỉ mong sao bọn trẻ không phải đói khát ngày nào là được. Thế là từ đó, ngày nào bà cũng vào với ông Thản. Trước là để sưởi ấm cho hai mảnh đời lạnh lẽo suốt nhiều năm qua, sau lại để đem măng về bán lấy tiền nuôi hai đứa nhỏ. Cũng vì thế mà hàng ngày số măng của bà đem về thường nhiều hơn bất cứ người nào trong xóm. Những tưởng bí mật này bà sẽ giấu kín mãi được hai đứa con. Thế nhưng do sự tò mò ngày càng lớn trong đầu con bé Lành, nên ngày hôm sau con bé quyết định theo bà để làm rõ thực hư. Hôm ấy con bé nghỉ ở nhà vì không có ai thuê nó đi làm. Thế là nó quyết định âm thầm đi theo mẹ vào rừng một lần cho rõ. Sau hơn một giờ băng suối cắt rừng, cuối cùng con bé cũng theo mẹ nó đến được rừng tre. Con đường này mẹ Lành đã đi lại nhiều năm nay nên quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ. Vì thế mà bà cứ lao đi vun vút. Con Lành vất vả lắm mới đuổi kịp mẹ. Đến khi hai chân nó cảm thấy mỏi nhừ, lúc này mẹ nó cũng tiến vào một đám rẫy của ai đó mãi tít trong rừng sâu. Thấy thế nên con bé nép sát vào một gốc cây bằng lăng để quan sát động thái của mẹ. Bước vào rẫy, chân bà thoăn thoắt tiến đến trước mặt trời lá nhỏ. Sau khi ngó chung quanh một vòng không thấy ai, bà đặt gùi xuống trước cửa chòi mà bước vào trong. Con bé học nhìn theo mẹ, rồi lần từng bước men theo bờ đất để đến gần căn chòi hơn, nép vào một khóm cây nhỏ mà chờ. Khoảng một giờ sau, cánh cửa chòi bật mở. Lúc này con bé mới căng mắt để quan sát cho kỹ, xem bên trong còn ai ngoài mẹ mình hay không. Sau khi thấy bà gùi mang quay trở về, con bé lúc này không chờ đợi nữa, nó tiến thẳng vào chòi. Đến nơi nó ghé mắt qua khe cửa để nhìn vào. Thì ôi trời ơi, lúc này trong đó là ông Thản đang lim dim ngủ. Có lẽ sau khi yêu đương xong, ông mệt nên lăn ra ngủ vì nghĩ nơi đây chỉ có mỗi mình. Ông cứ thoải mái như thế mà ngủ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con bé nhìn thấy cơ thể một người đàn ông như vậy. Nó hoảng hốt đưa tay lên bụng miệng để khỏi thốt lên. Sau vài chục giây, con bé cũng lấy lại bình tĩnh. Lúc này nó không còn thấy sợ nữa, mà trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ khác lạ. Ông Thản bỗng trở mình làm con bé giật bắn người. Nó nhẹ nhàng lùi lại, rút êm theo lối mòn mà quay về nhà. Lúc này nó không biết nên nghĩ về mẹ nó như thế nào cho phải đây. Nếu giờ mà nó kết tội bà là một người phụ nữ không hết na, thì có vội vàng quá hay không? Còn nếu như nó không nghĩ như thế, thì trong căn chòi đấy là ai? Và là gì của bà? Những suy nghĩ miên man đấy cứ rối bời trong đầu con bé, khiến nó không tập trung vào việc gì cả. Trong lúc thằng Túng chạy ra tiệm tạp hóa nhỏ đầu thôn để mua thức ăn, lúc này trong nhà chỉ còn lại có hai mẹ con Lành. Mới hỏi bà về người đàn ông trong căn chòi rừng tre. Nghe con gái mình hỏi đến điều bí mật mà bà đã giấu giếm nhiều năm, bà thoáng giật mình. Nhưng bà biết đã đến lúc phải nói thật cho con gái mình nghe, vì đến nay nó cũng đã đủ lớn khôn để biết đâu là phải là trái. Sau khi nghe tất cả những lời tâm sự của mẹ, Lành đưa hai tay ôm ghì chặt mẹ vào lòng, rồi thì thầm trách bà. Tại sao mẹ không nói cho chị em con biết và đưa chú Thản về ở cùng với mẹ con nó? Người ta hay nói mất cha còn chú. Nghe những lời thò thẻ bộc bạch của con bé, bà mới thấy lời nói của nó cũng có lý. Thế nên bà đã quyết định hôm sau sẽ vào nói lại chuyện này với ông Thản, để xem ý ông thế nào. Hôm sau khi vừa nghe bà nói là con bé đã biết chuyện của hai người, thì ông Thản thì liền hỏi con bé biết khi nào. Bà liền nói là trưa hôm qua, lúc chị vừa ra khỏi chòi thì con bé bước vào. Nó nhìn thấy chú đang ngủ nên nó thắc mắc mới về hỏi chị, và chị nói sự thật với nó. Nghe đến đây ông Thản nghĩ thầm, trời ơi, như vậy là toi rồi. Ông cảm thấy xấu hổ nhưng không dám nói ra. Sau vài lần bà hối thúc, cuối cùng ông Thản cũng đồng ý mà chuyển về sống chung với ba mẹ con nhà bà. Thấy nhà bà dạo này có người đàn ông lạ sống cùng, những người trong thôn cũng thắc mắc. Sau khi biết đó chính là người em chồng của bà, những chuyện điều tiếng cũng không có nhiều lắm. Ngoài mặt bà vẫn xưng hô với ông Thản là chị và chú. Thế nhưng hàng xóm cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người là thế nào. Từ ngày có ông về ở, bà không còn phải vào rừng để lấy măng nữa, mà công việc đó bà để lại cho ông Thản. Sau một thời gian ở cùng, thấy ông hiền lành chất phác, tựa như tính tình của cha chúng, nên cả hai chị em bắt đầu dành nhiều tình cảm cho ông. Riêng Lành thì vẫn cứ có cảm giác bối rối
khi ngồi gần hay tiếp xúc với ông. Có lẽ cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên nó bắt gặp ông khi đang nằm ngủ trong căn chòi đã ăn vào tận sâu tâm khảm. Vài năm thằng Tùng cũng học đến lớp 12. Lúc này thì mẹ Lành thường xuyên đau ốm do nhiều năm làm lụng lao lực nuôi con. Sức khỏe của bà đến giờ suy kiệt nên bà định cho thằng Tùng nghỉ học để phụ giúp gia đình. Khi nghe bà nói như thế, ông Thản bác bỏ ngay. Ông nói: "Nó đã khổ công 12 năm để học đến đây. Chỉ một bước nữa thôi là nó có thể ung dung vào đời với một tấm bằng đại học. Vì vậy mà em quyết định cho thằng Tùng tiếp tục học." Ba mẹ con bà Lành sau khi nghe ông Thản nói như thế thì mới thắc mắc rằng hoàn cảnh gia đình hiện tại của mình như thế, lấy đâu ra chi phí cho thằng Tùng đi học. Sau một lúc tần ngần, ông Thản cúi xuống, mở sợi dây đai của cái chân giả, dốc ngược cái chân giả ấy xuống. Chợt, bên trong rơi ra hai thỏi vàng. Ông nói: "Đây là tài sản em giữ để phòng khi đau yếu bệnh hoạn. Nay em quyết định dùng số vàng này đầu tư cho việc học của thằng Tùng." Thế là cả nhà vui mừng như vỡ òa. Một lần nữa cả nhà hết sức biết ơn ông. Tùng học đến năm thứ hai đại học thì mẹ qua đời sau cơn đột quỵ. Sau đám tang, Tùng tiếp tục quay lên trường để học tiếp. Và rồi sau 5 năm học, cuối cùng hắn cũng tốt nghiệp và ra trường. Rồi lại may mắn khi được bố của bạn gái nhận hắn vào công ty để làm. Cuộc sống của thằng Tùng bắt đầu mọc rễ tại đất Sài Thành. Sau khi mẹ mất, Lành vẫn tiếp tục chăm sóc ông Thành như để trả ơn ông đã lo lắng quan tâm cho mấy mẹ con nó biết bao nhiêu năm. Vì vậy mà đến nay con bé 26 tuổi nhưng chưa một lần biết đến đàn ông là gì. Thế rồi trong một đêm mưa bão, khoảnh khắc lần đầu tiên nó gặp ông Thản nằm ngủ trong căn chòi lại quay về trong tiềm thức. Nó đã chủ động dâng hiến cho ông Thản để xem như một lần trả ơn cho mẹ và em nó luôn. Thế nhưng sau lần ấy, nó cũng quyết định ở vậy không lấy chồng mà cùng ông Thản chung sống trong căn nhà quạnh quẽ. Thế là ông trời ban cho ông Thản thêm một đàn con nữa. Kiếp này ông có đến hai người đàn bà trong đời. Sau thời gian ở cùng ông Thản, cuối cùng Lành cũng sinh được cho ông một thằng con trai để nối dõi. Đây là một đặc ân quý báu nhất trong suốt cả cuộc đời, vì cuối cùng ông cũng có được một hậu nhân để duy trì giống nòi của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất là ta đánh giá thế nào về sự việc mà thôi. Nặng hay nhẹ hay tất cả những cái chuyện đó đều là do mình. Nếu mà ta thấy nhẹ thì nó sẽ nhẹ. Ta nghĩ như là nó nặng thì chắc chắn là nó sẽ rất nặng nề. Và có một điều chúng ta nên biết rằng mọi việc trong gia đình chúng ta chỉ có chúng ta hiểu và chính chúng ta mới xử lý được nó mà thôi. Chúng ta hãy cứ sống thật với bản thân của chúng ta, còn miệng lưỡi của thế gian chỉ là những cái thứ ngoài tai. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho ông Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.